khác 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 nhưng mà có nghĩa là tương tự. Có nghĩa là mỗi một ông tà có cái tên khác nhau ha, phải không chú? Tên khác nhau. À. Số này là tên vậy, số khác mà cả số dài dài ta, số người ta làm riêng không? Dạ. Số mình làm riêng. Hello chào mọi người, chào mọi người quay lại kênh Gió Đồng nha. Thì mọi người hôm nay thì thật sự Lộc có một cái thắc mắc mà chắc lẽ là rất là nhiều người cũng có một cái thắc mắc như mình. Thì mọi người thấy đó, ở miền Tây Nam Bộ mình đó, thì mọi người hầu như là đi ruộng, đi đồng, đi núi, đi non, đi đâu cũng thường thường sẽ thấy một những ngôi miếu nhỏ nằm ven đường hoặc là ở ven sông suối, hoặc là có thể là quen bụng cây. Nhưng mà người ta nói là những ngôi miếu là thường thì sẽ thờ ông tà, nhưng mà mình không có hiểu rằng là ông tà là xuất phát từ đâu và ông tà là như thế nào. Mà người đa số là người Tây Nam Bộ mình và đặc biệt là người dân tộc Khmer thường hay là thờ phụng. Thì theo mình tìm hiểu thì ông tà này dường như là giống như là mình người Việt mình hiện giờ mình đang thờ trong nhà là ông thần tài thổ địa vậy. Nhưng mà ở khác ở chỗ là ông tà này thường thì ông sẽ nằm ở những cái miếu nhỏ ngoài đường hoặc là những cái gốc cây lớn hoặc có thể những bọng cây. Thì theo tín ngưỡng nói chung là từ xuất phát từ người Khmer, rồi qua nhiều năm tháng thì người Việt mình mấy cái du nhập cũng theo đó, và đặc biệt là người Tây Nam Bộ mình hầu như là ai cũng biết về ông tà, hầu như mỗi khi mà mắc đồ gì đó thì đa số người ta nhắc đến ông tà, ta cầu ông tà để để con tìm được món đồ đó, cũng giống như là mình cầu cúng ông địa vậy. Thì hôm nay mình muốn dẫn mọi người và cùng mọi người đến cái nơi mà của người Khmer họ thờ ông tà, và đến đó hỏi họ xem coi ông tà đối với văn hóa người Khmer như thế nào, và ông tà là xuất phát từ đâu, và ông tà là mỗi một nơi thờ một ông, hay là ông tà là cái từ gọi chung của một vị thần. Thì mọi người hãy cùng Lộc đi đến những cái có nghĩa là những cái nơi mà thờ ông tà mà linh thiêng ở gần mình nhất là mọi người. Theo mình biết là ông tà trên Khmer họ cúng khác ở đây. Tại nếu mà người Việt Nam á, thì chắc lẽ là do là ông tà ở đây là người ta gọi là tín ngưỡng Việt Nam cũng đã pha trộn vô rồi, thành ra nó khác. Ở trên người Khmer thì ông thờ ông tà, đến đó cúng thì theo mình biết có thấy là có những cái sắp làm rất lạ, không phải giống như sắp tiền mình. Chắc mà anh nghĩ là họ làm tương tự giống như cúng tiền vàng mã vậy đó, nhưng mà không phải như mình cúng vàng bạc ông ông tà ở địa vàng mạc bạc của mình, nhưng mà khác cái chỗ là ở đó sắp xếp bằng cái hình thù lạ lắm. Chưa có chỗ nào thờ mà ra được nguyên cái, nói chung là tạc được tượng. Có một chỗ có một chỗ, nhưng mà trên Khmer là anh thấy rõ ràng là tạc ra bằng cái hình rất là rõ hơn hình thù này nữa, mà giống vậy không anh, rõ hơn. Thì đó giờ là chưa có biết bạc ông tài ra thế nào, tại vì cục đá à. Trời, cục đá đa số được cục đá Việt Nam mình thì sờ cục đá thôi, không biết sao. Còn ở trên Khmer có một chỗ anh thấy là tạc ra người đàng hoàng, ra hình tướng này kia, tướng ngồi đàng hoàng một người luôn, nhưng mà cái là lùng đen. Ừ. Cái đó là ông tà đen hả? Còn cái đó anh không rõ. Ông nghĩ những cái ông thần tài thổ địa này nè, những ông tài thổ địa này nè, chắc có thể là những người ở đây đã xài xong rồi người ta thay mới anh. Đúng rồi. Đem để đây quá. Ổng là sao ở đây mình thờ ổng là dạ. Ta làm một năm ta làm phước lần con. Dạ. Cái chỗ này ta làm cả xóm luôn, tất cả hết một xóm là một năm phải làm. Là cái tượng ông đó là Tà Xô, ông Tà Xô. Ông Tà Xô. Dạ dạ. Dạ là mình cái đó nghĩa là người trước ở đây là tự ổng mọc lên hay là mình cái này được làm đúng không? Mình làm tự nhiên mình làm. Dạ. Ừ. Có nghĩa là trong tín ngưỡng dân tộc người Khmer mình là ông một năm mà ta phải làm phước một lần chỗ này. Dạ, có nghĩa là mà theo con biết là ông Tà thì con có nghe ông Tà đen rồi ông có nghĩa là cứ cùng một ông tà không, hay là cái
này có tên mà ông tà xô. Có nghĩa là mỗi một ông tà có cái tên khác nhau ha, dạ, phải không chú? Tên khác nhau. À. Số này là tên vậy, số khác mà cả số dài dài ta, số người ta ta làm việc không? Dạ. Số mình làm việc cả số này. Dạ. Dạ. Vậy là ông tà ở đây rồi. Theo con cho con hỏi là như là ông tà ở đây ổng linh không? Có nghĩa là nói là cũng không, mình chưa có biết linh là không, mà nói ra là một năm mình làm phước một lần, nói là mình bệnh hoạn cũng ít có. Dạ, có nghĩa là ở đây là cũng ông cũng độ ha. Coi trong số này nè. Dạ. Tại con tụi con làm về tâm linh, nhưng mà ở đây con vô tình đi ngang mà thấy rất là ngộ. Tại thường thường những nơi khác ông tà thì là người ta dựng lên những hòn đá, người ta gọi đó là ông tà. Ở đây thì con thấy rất là rõ, đây là một cái tượng, có nghĩa là nó rất là rõ rệt. Dạ. Đây là ta nói ra xanh quanh trong số này, ta xung nha và ra tiền đất. Dạ. Ta làm vài sạch sẽ đó. Dạ. Ta bật là làm một năm, phải làm mạnh khỏe, mạnh khỏe trong số này. Đi làm cầu an cho mình mạnh khỏe. Nó tương tự như người Việt mình mà làm, gọi là cúng chay vậy đúng chú, mình cũng làm chay vậy nói. Ai đâu có ai muốn cúng cũng muốn cúng. Dạ, có nghĩa là mình nói là một năm làm một lần thôi thì đúng rồi. Dạ. Rồi nên nó ngoài đó là tùy theo mình. Dạ. Mình muốn cúng sao? Là cái này linh trong chút đó vậy. Nói ra cũng mình cũng chưa biết cái tính dụ linh là không, tại mình không có được xin cái gì hết. Dạ. Thì có nghĩa là cái nơi này là nó rất lâu rồi hay là? Nói ra từ chú hồi nhỏ tới lớn là hồi đó không có làm sạch sẽ đâu. Dạ. Là cái chổi không tùm lum la. Dạ. Có ông tà hồi đó nhỏ. Hồi dạ. Đó ông tà hồi xưa đó, nhỏ lớn người ta ăn cắp đi bắt tiêu rồi. Dạ. Cái này mình mới làm lại thôi ha. Dạ, dạ, lúc trước đây con thường có đi lên Campuchia. Dạ. Là trên dãy cũng rất thấy rất là nhiều miếu ông tà, nhưng mà cũng có những nơi làm những cái hình tượng cũng tương tự và cũng mấy, nhưng mà cái tín ngưỡng người ông tà này theo con biết là có phải là xuất phát từ người từ Campuchia hay là sao chú? Mình cái nói ra là ở đây cũng, chú cũng chưa không chưa kể cái vụ hồi xưa. Dạ. Chú lên lớn là thấy vậy đó, ai mà chưa. Dạ. Làm sạch sẽ đâu. Dạ. Chưa làm cái, có nghĩa là cái miếu nhỏ quá, thôi hen. Quá cái. Dạ. Gì đó. Dạ. Là chừng nào mình tới một năm mình dỗ ba cái đó. Dạ. Mẹ cho sạch sẽ làm phước thôi. Dạ, làm phước không? Con không chưa hiểu về vấn đề làm phước của người dân tộc Khmer mình thì cái đó là làm phước thì hàng năm làm phước vậy là có nghĩa là để cầu cái gì giúp cầu an ha, giống như người dân tộc Kinh mình hay sao chứ? Làm phước là thần phước dân tộc Khmer mình đó. Dạ. Mời ông Lục là đọc kinh bằng tôi mời ông lại ăn buổi sáng. Dạ. Rồi qua phước này rồi xong một ngày một đêm. Dạ. Tại con cũng nghe cũng có đi nhưng mà mình không có tìm hiểu rõ quá, tại vì cũng rất là nhiều người rất là muốn tìm hiểu cái cách làm phước. Tại ở trên nếu mà trên Campuchia con cũng từng đi là làm phước thì ra có bắn pháo hoa rồi nữa. Dạ, dạ. Dạ, làm rất là lớn nhưng mình không biết ở dưới mình ở đây thì làm theo không biết như nào chứ. Nó là không mấy gì lớn con. Dạ. Nó là mời con luộc lại tối gì đó, sáng là mời ăn rồi không có lớn mấy gì lớn thôi. Dạ. Rồi một năm là phải làm một lần thôi. Dạ. Làm vừa không có mà không mấy gì lớn. Dạ đây mà tụi con có vô chổng quay này nọ là có sao không chú? Hay là không sao, con không sao cái gì. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô chú rất là nhiều rồi. Dạ, con cảm ơn cô chú. Dạ. Dạ. Vì con cũng sợ. Dạ cảm ơn chú đi chú. Dạ. Thì mọi người đây thì ông Tà Xô. Tà Sâu. Ông Tà Sâu. À, ông nói danh ông Tà Xô. Tà Sâu. Không biết nghe anh Tà Sâu Sâu đó. Thì mình đây cũng có xin phép ông có hỏi. Thì ở đây người ta cho quay thì mình thấy rất là lạ. Thì ở nơi đây thì cái tượng này là được đặt nên. Thì ha. Được đặt nên chứ không phải là tự nhiên, nhưng mà thường thường ông ta thì cục đá nơi nào đó là cục tự nhiên. Cục đá vậy không ạ? Ừ, nhưng mà bây giờ bị mắc rồi. Ông nói chú kể là mắc rồi cho thành ra người ta tạc lên cái hình tượng. Cái là một cục đá nhưng người ta tạc lại. Đúng rồi, cục đá người ta tạc là một cái dáng của người đàn ông. Nhưng mà ở tín ngưỡng người Khmer thì ông tà nhiều Việt Nam mà ở vùng Đông Nam Bộ mình cũng vẫn vẫn
vẫn có nghĩa là vẫn tín ngưỡng, vẫn có cúng ông ta mỗi khi mà chùa chiền hoặc là nói chung là nhà mà có việc gì đó cầu, là lúc nào cũng cầu ông ta để ông ta cho kiếm được này, cho kiếm kia thì bắt linh. Thiệt là khi bắt linh thì ông ta thì thường thường là ông ta mình cũng có lóc không anh? Đúng rồi, mình cũng có lóc hoặc là cúng gà. Thì nếu mà khi mà trong nhà có việc gì đó thì mình cầu á, thì mình hoặc đa số thì mắc đồ á, ưa cầu ông ta lắm, mắc đồ á. Ừ, nếu con gặp này gặp kia con sẽ cúng không vậy đó. Thì đây bữa nay của con đến đây xin phép được quay ông cái này. Ở đây đặc biệt ở đây là cái tượng này được tạc ra một người đàn ông rất là rõ rệt là ông bà, chứ những nơi khác thì chỉ thờ một cái cục đá mà có thể gọi là ông bà. Ở đây cũng là ông tạc ra cũng từ cục đá này đúng không em? Cục đá nhưng mà tạc ra. Tạc ra mà ta có sơn này nọ nó rõ hơn. Thì mình cũng cố gắng để tìm hiểu rõ về ông tòa, nhưng mà có nghĩa là ông tài theo tín ngưỡng của người Khmer thì có ngàn đời vậy, cho nên thì không biết như thế nào. Nhưng mà có một cái câu chuyện là mình nghe kể là ông ta là sợ cái gì nè. Ủa ông ta? Ông ta ông sợ cái gì nè ta? Ông là thằng. Nhưng mà người Khmer rất là sợ ông ta, nhưng mà ông ta lại có cái gì nè. Đây thì mình sẽ quay sơ trong miếu cho mọi người xem. Thì trong miếu thì người Khmer cũng xài nhang, đốt nhang cũng như bình thường mình đó mọi người. Nhưng mà họ Cần Thơ, có nghĩa là ở dưới Cần Thơ lên đây cũng có thể là những người bên đạo á. Cần Thơ số gì anh ơi? Số cái chữ lộn xộn lắm. Ở đây thì có những người Việt Nam đem ông thần tài tu địa. Thì thần tài tu địa thì mình không, cái vụ này mình thua ở chỗ là mình không biết là người Khmer họ có tôn sùng và cũng như là thờ ông thần tài tu địa không thì không biết. Em có biết không? Hình như không á. Thần tài giống thôi, thần tài tu địa là khác ha. Khác. Nhưng mà có nghĩa là tương tự. Tương tự ở chỗ là như vậy, có nghĩa là người Khmer thì họ thờ ông tài tương tự như mình là thờ thần tài tu địa. À. Thì ở đây thì mọi người thấy thì tạc ông tại lúc đi ngang thì mình cũng nhìn, mình giật mình không hiểu là đây là cái tượng gì, cho nên mình muốn tìm hiểu. Vậy thì ở đây thì mình do là cái tín ngưỡng dân tộc cũng như là tín ngưỡng Phật giáo của người Việt Nam khác người Khmer, thì mình đây mình hỏi về ông tạ thì chú cũng không có biết gành lắm, nghĩa là người ta thờ thì biết thờ vậy thôi, nhưng mà không biết lúc trước thì mình cũng tìm hiểu nhiều rồi. Nhưng mà người Khmer gốc ở chợ nó khác, người Khmer ở Việt Nam thì họ đã gọi là giao thoa giữa Phật giáo mình với này rồi, thành ra nó khác đi rồi. Thật giờ video của mình đó thì cũng tạm xin kết thúc ở đây mọi người. Hẹn mọi người những clip tiếp theo.